Thời điểm này, chỉ còn gần một tuần nữa là đến Tết, cùng với việc chuẩn bị các khoản thưởng Tết cho người lao động sau một năm làm việc, các doanh nghiệp đang tranh thủ sản xuất những đơn hàng cuối cùng để kịp giao cho khách hàng theo hợp đồng đã ký. Đây đã là container hàng thứ 68 mà công ty Mây Che Đan Phú Minh xuất khẩu trong tháng 1 năm 2024. Do yêu cầu của bên khách hàng ấy, thì chúng tôi vẫn làm đến 28 Tết theo đơn hàng. Còn năm 2023 thì nói chung là các công ty chung quanh đây thì nói chung cũng có công ty ít việc, như chúng tôi vẫn đáp ứng đủ cho công việc cho mọi người. Không khí làm việc tại doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng nhựa này vẫn đang diễn ra như những ngày thường, dù Tết đã đến rất gần. Với người lao động, một cái Tết truyền thống có nhiều ý nghĩa và trọn vẹn hơn khi công việc và thu nhập ổn định, thưởng Tết cao. Công ty đã tổ chức tất niên cho toàn thể cán bộ công nhân viên tại nhà máy, nhưng mà do một số đơn hàng cần gấp và đơn hàng xuất khẩu nên hiện tại thì công ty đang hoạt động thưởng tháng lương thứ 13 từ 8 đến 9 triệu trên một người.